Xin chào các bạn, đây là tủ lạnh Samsung có dung tích là 208 lít Và tủ này là tủ màu đen nhìn rất là sáng bóng và sang trọng Tủ màu đen là dòng tủ đắt nhất trong cùng một cái dung tích Nó có màu bạc, màu cà phê nâu nâu và màu đen Màu đen này thì sẽ luôn là mẫu đắt nhất, sẽ đắt hơn vài trăm nghìn so với hai mẫu còn lại Thì nó rất là đẹp luôn, nó thường gọi là tủ gương Tủ trong video mình giới thiệu này là 236 lít Tủ lạnh Samsung dòng Inverter ngăn đà trên À, tủ lạnh Samsung này sẽ được bảo hành 2 năm à, tổng thể à, tủ lạnh và cái động cơ máy nén của nó sẽ được bảo hành lên tới 10 năm đây là logo của Samsung ở góc bên trái này nó sẽ có cái tem dán nhãn năng lượng thể hiện cái mô đen của tủ và xuất xứ ở đây các bạn sẽ thấy là tem dán nhãn năng lượng của bộ công thương nó sẽ có xuất xứ là ở Việt Nam Và mã sản phẩm là hai 20 HAR 8 DBU các bạn lấy cái mã này để có thể check giá giữa giá bán của điện máy ra nga của bên mình với các siêu thị điện máy khác ở trên website của các uh, siêu thị thì thường công bố giá bán chính xác các bạn có thể so sánh giá bên mình với các siêu thị khác để dễ dàng mua sắm hơn và dung tích của tủ là 208 lít tủ này có cái công suất tiêu thụ là 330 uh, 338 số trên một năm ở đây thì nó sẽ có một cái tem uh, ngăn của quả lớn và ngăn của quả của nó cực kỳ là lớn rộng luôn đây các bạn sẽ thấy là cái mặt của tủ này là mặt gương màu đen và có thể nhìn rõ hình mình đang cầm điện thoại quay video cho các bạn luôn đây là một cái màu uh, cà phê màu nâu Nó sẽ không bóng được bằng cái tủ này còn đây là một cái tủ màu uh, bạc thấy các bạn sẽ thấy cái màu nó khác biệt và màu đen này cực kỳ ấn tượng luôn nó nhìn sang trọng và đẹp rất là đẹp luôn bây giờ mình sẽ mở bên trong bên trong của ngăn đá thì các bạn sẽ thấy ở bên cánh nó sẽ có hai tầng hai tầng để các bạn để chai lọ rất là tiện ở uh, chỗ này nó sẽ có tem hướng dẫn cách sử dụng tủ bằng tiếng anh đi kèm theo tủ nó sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Ở đây thì là ngăn để đá thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này chúng ta sẽ để những cái khay khay đá sau đó chồng với nhau để vô tư luôn rất là rộng luôn Đây một găng tay hơn một găng tay này Ở đây thì nó sẽ là cái khay đá viên Các bạn làm đá viên thì cho vào cái khay này Sau đó các bạn để vào đây Khi các bạn muốn sử dụng cái đá viên thì chúng ta sẽ bắt như thế này bạn như thế này thì đá nó sẽ rớt vào đây Thì các bạn lôi cái khay dưới này ra để sử dụng Lưu ý là cái khay nhựa ở dưới này là khay hứng đá Các bạn không để cho nước à, Cho nước vào đây là đá là bị sai nên nó, nó, nó có thể bị hỏng cái khay này Cái khay này là khay hứng, cái đá viên ở đây này Đó. Cái này là cái vặn đá thông minh ở đây nó sẽ có một cái tầng này tầng màu xanh này này để các bạn để khay đây thì lưu ý cái tầng này không phải là cái tầng bình thường nữa tầng này tầng màu xanh này là cái khay giữ nhiệt cái này nó sẽ có cái chất là khi các bạn à, tủ bình thường các bạn có điện Nó sẽ hóa đá luôn Giúp à, tủ tăng nhiệt độ cao hơn Và khi mất điện á Thì tủ không cung cấp lạnh nữa Thì cái thanh màu xanh này Cái ngăn màu, cái tầng màu xanh này nó sẽ tỏa nhiệt ra để cho tủ nó được lạnh lâu hơn Chính vì thế mà những cái tủ lạnh có cái tấm màu xanh như này á Tấm giữ nhiệt này thì khi mất điện thì tủ lạnh của các bạn sẽ được lạnh lâu hơn rất là nhiều So với những tủ lạnh thông thường Đấy, à, Chính là bởi cái tấm này Rất là cao cấp Tiếp theo là ngăn dưới. Ngăn dưới của tủ này thì ở bên cánh thì các bạn sẽ thấy nó có ba cái tầng ba tầng để các bạn để đồ. Riêng cái tầng trên cùng này nó thiết kế tụt hẳn xuống dưới để các bạn để được chai lọ được nhiều hơn. Những cái chai cao như chai Pepsi Coca cao các bạn để ở đây vô tư này. Đây là bên trong của tủ. Bên trong của tủ thì phần này là cái núm vặn để các bạn điều chỉnh nhiệt độ, tăng giảm nhiệt độ. Ở dưới này thì nó sẽ có cái lớp dưới cái chỗ này là cái tấm lọc. Tấm lọc khử mùi dịch khoán. Ở đây thì ngăn dưới này là cái ngăn để củ quả thì ngăn củ quả này nó làm thiết kế rộng hơn những cái tủ cùng size Rộng hơn rất là nhiều nên một găng tay còn chưa hết này Ở đây thì sẽ có một tầng, này, hai tầng, ba tầng để các bạn để đồ Thì lưu ý là những cái tầng này Samsung thiết kế cho những cái mô đen này thiết kế bằng kính cường lực Những cái kính này thì các bạn để đồ vô tư Chúng ta để nặng đến mấy cũng không bị vỡ Và nhà sản xuất Samsung có công bố là cái tấm kính này có trẻ chịu tải lên đến, đến 100kg và mùa lễ tết các bạn có những cái nồi đông các bạn đặt ở đây ấy, thì vô tư cũng không bị sợ là cái ngăn này nó bị nứt nẻ hoặc là bị vỡ còn đây bên góc trái này, hàng chính hãng nó sẽ có cái số điện thoại của trung tâm bảo hành của samsung là một tám không năm tám 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 chín khi các bạn mua của bên mình nhé thì bên mình sẽ kích hoạt theo số điện thoại của các bạn và cái tủ này trong thời gian 2 năm nếu chẳng may bị chủ đặt sự cố thì các bạn gọi điện đến số bên mình hoặc là số tổng đài lúc nãy để có thể hãng samsung cho người đến bảo hành cho các bạn tại nhà để tham khảo giáo án của chiếc tủ lạnh này các bạn hãy truy cập website giangai vn bên mình sẽ giao hàng miễn phí cho khách hàng tại khu vực tỉnh phú thọ và một số khách hàng ở khu vực cầu đồng quang hà nội cảm ơn các bạn đã xem video